Rồi, đâu bữa nay nấu gì đâu, mở khui ra coi. Khui ra. Coi chừng nấu. Rồi. Ồ. Ôi, nhỏ là này úp lại. Thấy hấp dẫn không cộng người? Đi nè. Ờ, lẩu thái đó. Lẩu thái đó. Nêm coi, nêm coi bữa nay Suka nấu nữa nha. Suka nấu, nêm. Mẹ nấu á. Đúng rồi đó. Ủa là cái này là Suka nấu hay mẹ nấu? Mẹ nấu. Hồi nãy nhìn định nó chở mà mẹ nấu. Xin đó. Ai nấu không hường? Ai nấu? Xin là anh nhớ là chị mới biết chị nấu ai nấu. Cả đứa đều biết. Ha, đúng không? Cảm ơn đem cái ra cảm ơn. Cảm ơn ơi. Đây hả? Cảm ơn. Trời ơi, nhìn thử xem. Sao em không? Chị hai nấu em không? Không, có ngon không? Chị hai nấu ngon không? Đâu mẹ nấu hả? Chị hai nấu. Ừ. Chị nấu. 3, 1, 2, 3, khui. Khui gì? Rồi mở ra. Mở ra. Lẩu thái nha. Thơm không? Thơm không? Thơm không? Cảm ơn em thử đây. Cảm ơn em, nêm thử cái ngon nữa, trời ơi, coi dễ thương kìa. Coi em gái dễ thương kìa không? Mở mắt lên. Nêm mỏng mỉm nữa. Đâu. Cảm ơn ơi, ăn xong cái lẩu thái này hồi về kêu thợ lại sửa nhà cho Suka nghe. Lúng cái nhà rồi. 300 ký mà lên nhà người ta. Được. Vậy em chưa? Suka xúc cho em gái chút nữa cho bà. Em không? Sát vô luôn, sát cho em gái luôn, hai chị em thương nhau mà. Rồi, đúng không? Má nói măng con. Hai đứa ăn hết nồi đó đi nghe. Rồi đó. Rồi ăn đi. Đâu có ở trong cái nồi lẩu có gì đâu. Có gì đặc biệt không? Bút lên coi. Đũa gấp lên. Bút lên coi. Giới thiệu cho bà con coi. Lên cho bà con coi coi. Tôm. Ui. Rồi để ra chén đi, ra chén. Rồi, ra chén luôn. Gắp cho em mình ăn đi, em mình dễ thương. Dễ thương cho. Đây, một ngũ rau chà bá luôn. Tôm. Rồi. Rồi đâu bà tuột đâu? Bà tuột. Không có bà tuột con nào hết nè. Đó. Mẹ đâu mà bà đưa ăn không có con nào hết nè. Dưới. Ủa. Rồi, nó lặn hết rồi. Nó lặn hết rồi. Ủa bà tuột đâu? Tuột ra hết. Má ăn mà má hỏi bà tuột đâu. Má tuột đá dưới rồi, rồi nó lặn rồi. Ủa hình như bà tuột chưa. Đó. Có chưa? Đó, đó, đó. Đưa ngoe nó lên chưa? Đưa ngoe lên đó. Dưa ra. Nó dưới á. Mọt cái nó lặn rồi. Có, anh chưa để vô. Có, 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 rồi cái này là vô đâu mẹ, vô tô hả mẹ? Không, cứ để nó đây thì đâu hết. Vô từ đừng gấp gáp, ăn hết thử luôn. Suka ấy miếng rau đi với miếng mì gói cho em ăn nè. Xích ra ăn thử cái nồi này trước nha, lại cho anh nồi lắm này trước nha. Mình đem nhỏ con mình thấy thương á. Nhìn em đây nhỏ con thấy thương em lắm. Đúng rồi, tại vì lấy cho em ăn nhiều vô em nhỏ con chút xíu à. Đừng có lấy gì quá em ăn hết, lấy 4 gói được rồi. Không ai lấy cái thau được không? Cảm ơn. Dạ. Ăn cái thau đi, cho màu. Cảm ơn muốn con ăn. Chồng em á, anh nấu bộ à. Ừ. Vậy là kêu chồng lấy phải không? Ờ. Chồng lấy mới chịu. Ok. Kèo Út lấy nồi cơm sẵn cho. Để sẵn cho Cảm Hường luôn rồi đó nha, đây cái nồi cơm nè. Vô cũng được. Muốn bỏ cái gì cho em lo bữa cho em. Bữa sạch muốn không? Hỏi em coi ăn gì. Hỏi em ăn rau không? Chị để rau. Rồi Cẩm Hường mời khán giả ăn lẩu đi Cẩm Hường. Mời khán giả ăn lẩu. Em sẽ mời giá tả ăn lẩu hả? Cảm ơn ai? Cảm ơn chị hai. Chị hai. Cảm ơn. Rồi. Chị hai đẹp gái không? Dạ. Hỏi chị hai có người yêu chưa? Bây giờ mình tự vô. Sao em? Giờ đi đâu hoài vậy? Rồi đi vô con. Rồi đó. Đừng có kêu nữa. Kêu hoài chắc không có được. Ủa gì vậy? Em gái người ta lại chơi nói ngộ vậy? Ăn đi coi chừng nóng này. Ăn có ngày hay. Gấp miếng mì cho em đi. Xuống dưới đắp đi gấp mì. Có em gói của em đâu. Đây. Đó. Này bữa nay tình cờ vô mánh nha hả? Vô mánh nha, vô mánh coi chừng nóng. Vô mánh nha Cẩm Hường. Tự nhiên qua đây qua đây có lọc ăn luôn á. Hết luôn. Hết luôn. Hết mì luôn hả? Hết mì luôn, ăn dữ lắm á. Trời nó ăn nhiều. Ăn ngày 20 ký gạo. Cái tô cho em đi.
lấy cái tô đi. Không lấy cái thau cũng được đó cô. Lấy cái tô đi cưng ơi. Cái tô đi. Lấy cái tô dớt hết cái này ra. Mì rau rồi để vô cho chú ca. Cái tô mới đủ. Chú ca ơi, mai mai chở Cảm Hưng lên nó nghe. Không, Cảm Hưng lại đây ngày mai, lại đây nhà chú ca ăn kịch nữa nè chị không? Ngày mai ăn tới cái lẩu lẩu cá. Ok không Cảm Hưng? Ngày mai ăn tới cái lẩu cá hồi đi. Dạ, ngày mai Cảm Hưng nha. Cảm Hưng thầy. Cảm Hưng mày ăn cơm vậy đi. Bởi vì hướng làm bờ chứ sâu. Nè, cầm cái tô này đi. Sớt qua. Sớt qua. Rồi. Đưa cái chén ra bỏ xuống. Đó là rồi, vô mánh nè. Con có mực cho Cảm Hưng chưa? Còn cơm luôn đó. Rồi đi, cô chừng nóng nè. Rồi đi ăn, giống rồi trời. Cái này nè, nó nóng dữ lắm. Dạ. Có bớt lửa không? Bớt nồi không? Bớt đất không? Rồi, đặt lên. Đúng dao mà, đâu sao đâu. Rồi, đi cho Suka ăn đi. Đi vô qua ăn đi. Đi vô luôn. Suka ăn đi, ăn đi vô đi. Ăn chút đã. Ăn đi, ăn đi, Suka ăn đi. Mấy anh ăn cũng ăn. Tắt hết. Dẹp đi. Rồi, vậy mời khán giả ăn cái đi rồi. Mời khán giả ăn lẩu lẩu. Rồi. Hai hò. Nhận đi, nhận đi. Cảm ơn nha. Em đi. Rồi, kêu em đi lên chơi. Em đi lên nhà chơi. Em đi nhẹ nhẹ nha. Kêu em đi nhẹ nhẹ thôi nha. Vậy bữa nay qua nữa hả? Được, mà nó có chừng bả. Qua hoài gì? Bữa nay qua hoài. Qua không biết bữa nay có đại gì ăn không. Bữa nay có đại gì ăn không? Đúng rồi. Chết rồi. Gọi cái chân nhỏ bị ấy kìa. Không sao đâu, đứng đây đi. Mà bây giờ hỏi chị gai coi bữa nay qua có đãi gì ăn không? Bữa nay chị qua em qua đây chị đãi em gì ạ? À? Có gì đãi không? Có gì đãi không chị? Có lẩu đãi nữa không? Lẩu hồi nãy em nói chị lẩu hồi. Có một hồi nữa. Ừ, có cái hồi nha, kìa có không? Có cái hồi không? Bữa nay có không? Không có cái hồi, tôm, có tôm. Tôm, à. Ôi, nó nhảy hả? Ta ghét cho. Tôm mọc được không? Có mực đâu cho. Hôm qua chị chạy em có mồi đi. Có hồi vậy nấu lẩu. Hết vốn rồi. Hết vốn rồi. Ăn tháng hết đứt vốn rồi. Tại hôm nay mà Hôm ơi bữa nay thì ngày mai là em muốn ăn chả lò được không? Đó. Chả lò bún hả? Bún cũng được. Chả lò không cũng được. Chả lò chứ bún hả? Ở mẹ đi vô. Phòng vắng bả kìa. Ăn được chả lò rồi chứ bún. Ai hỏi? Có ra tài đó. Em hỏi. Em hỏi đi, nếu mà ngày mai Thanh Hồ mất nghỉ hay làm nữa mô hoặc. Em ngủ rồi. Em ngủ rồi thì hai dùm lấy đi. Em lấy đi, em ngoan em về không mất mô nữa cho đẹp trời em đấy rồi. Mô tớ nữa rồi kìa, chị hai kìa. Thôi bây giờ cho khu quà đi. Khu quà đi, khu quà đi. Anh em ngồi xuống khu quà đi. Này nó ngồi xuống này luôn đi, sáng nè. Ở đây. Ở đây sáng khu đầu luôn. Đó nghe, từ. Rồi Khôi nha. Bắt đầu là cái bịch quà này là của Mạnh Thường Quân, là chị Khánh Quyên. Rồi Khôi ra đi. Khôi nha. Rồi. Này chắc này chắc đồ á. Em nó shipper qua giùm đó nha. Cảm ơn nha em. Giá mùa lẩu cá hồi với lại chả giò cho em. Tháo qua đây, tháo qua đây nha. Tháo đi, tháo đi. Tháo không cho tôi đi làm trời. Tháo đi, 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 rồi Khôi ra. Nó không có chú ý luôn á. Mạnh đứa nào đây nói à? Mạnh đứa nào đây nói? Rồi Khôi. Khôi Khôi luôn. Khôi ra cái gì không bác? Thì kéo sao không cắt ra. Khôi vậy thôi nè. Cắt không? Kéo đâu? Đi kéo, đi cắt hả? Ở dưới kìa. Nè, cầm hai cái. Các bạn theo ra. Để má cắt thử. Nhớ cắt. Cầm vô cái cắt đi. Ai, cắt đi. Đó, được rồi đó. Thấy không? Ở dưới kìa. Dưới lật lại. Lật lại. Đây, lật lại. Trời đất ơi, người ta con gái mà sao người ta cắt được. Suka cắt đi. Suka cắt đi. Ủa, giỏi đó. Có cái cục quà mà cái món quà mà nãy giờ khu hoài không vậy? Cảm Hưng con gái mà sao mặc đồ đám anh vậy? Có gì đâu. Không sao sao sao. Chưa. Rồi cái này chắc cái đầm rồi. À, lấy ra cái. Rồi lấy ra luôn. Đẹp không đẹp ơi, chút xíu thử nha. Thử luôn nha. Rồi để qua bên. Cái đó
Cảm ơn khoái, cảm ơn khoái, cảm ơn khoái. Khoái mà cũng có dừa. Vô rồi. Khoái mà không dừa. Thôi cho em cảm ơn đi. Cảm ơn mặt dừa cho cảm ơn. Cảm ơn khoái mà đâu mà không dừa. Cái đó gì kìa. Đập nữa. Cảm ơn dừa, cái đó cảm ơn dừa. Cảm ơn dừa, dừa là cái đồ chứ. Khoái cho làm màu đỏ. Tiếp tục đi. Đặc biệt cái màu đập này đẹp rồi nha. Đập nó đẹp ra. Đập hai màu nha. Để vô ơi. Cảm ơn. Thử ai nọ. Vô rồi. Yêu rồi. Rồi cái kia. Đâu màu vàng. Màu vàng. Cũng vừa. Quá đẹp rồi. Đâu Suka để vô thử cái vừa không? Quá yêu. Mà nói đặc biệt cái là Mạnh Thường Quân cho bộ nào cũng vừa cho hay thiệt. Cảm ơn nha. Cái này vừa không? Cảm ơn. Vừa dạ. Không? Dạ, ơn vàng cũng được. Đó vàng cũng được. Cảm ơn. Cảm ơn chị Hai. Dạ. Có mặt vừa không? Cảm ơn chị Hai hả? Cảm ơn. Ở Suka nè, bây giờ là cho em cảm hứng hết trơn những cái đầm đó ha. Ok không? Còn ba đầm, mặt vừa không có được. Đây, bây giờ cái đầm màu vàng mình mặc nửa bên, cái đầm màu đỏ mình mặc nửa bên. Đúng rồi đó. Còn mấy cái đầm màu vàng mình mặc ở trên, cái đầm màu đỏ mình mặc ở dưới. Cái đó vừa không? Cảm ơn. Cảm ơn mà mặc có phải hai bộ nhập vô. Ủa, dữ là đẹp trời. Cái đó đẹp lắm, đẹp không? Ừ, đó đẹp quá đẹp. Thôi bây giờ vô thử đi. Vô thử hả? Rồi thử đi. Cảm ơn thấy buồn ơi kìa. Ủa giá nó nặng lắm, này không bao giờ mà kéo xuống. Kéo luôn. Đẹp rồi. Rồi. Chị Hai mặc dừa rồi. À, ai mặc dừa thì lấy. Rồi. Đúng đã, đúng đã. Kéo giùm má không? Cảm Hường kéo, Cảm Hường. Kéo giùm. Cái này tay trước hay sao vậy? Không, bây giờ khỏi kéo đâu. Rồi, thử vậy là được rồi. Rồi, ok. Cái khác. Thử vậy thôi. Ốp quá nhiều đồng ha. Đầm mỡ không anh? Rồi, Cảm Hường buồn rồi. Cầm vàng đây, Nè mình chỉ cầm giùm thôi nha, cảm ơn. Điểm đó. Để làm này. Cho nhiều ốp không à. Ủa còn Cầm Hường chắc để tôi về bển tôi kêu bà con em gửi. Ừ. Em cho đó á. Ồ. Đẹp rồi. Cái này giống gì à, công chúa ha. Bồ hậu. Công chúa nhỏ đó. Rồi tiếp tục. Cái đó vừa rồi. Chọn cái khác cho chị Hai thử Cảm Hường. Cảm Hường thấy không vui ta. Cái này là theo tôi biết là chắc khán giả nghe Suka nói là Suka 45 phải không Suka? 45 kg cho nè, cho nghe chốc liền. Bộ não vừa chứ. Rồi mặc tướng mặc cái nào cũng đẹp chứ á. Trời ơi, có trời ơi, cái bộ đồ này bốm dữ chứ. Dữ gì ta? Quá em. Dữ gì ta? Quen vòng ơi. Vui không Cảm Hường chị Suka mặc được vui không? Vui. Rồi, còn cái đỏ nữa kìa, còn cái đỏ. Rồi, còn cái nữa. Bốn màu luôn rồi. Rồi, cái nào chị Hai chưa mặc lấy ra. Cái nào chị Hai chưa mặc lấy ra Cảm Hường cho chị Hai. Không biết ai đậm vậy? Ai biết? Rồi vậy là bốn bộ là vừa hết trơn rồi. Bốn bộ vừa hết trơn vậy là thôi Cảm Hường chút xíu để tôi vô tôi lấy cái mền nha. Thôi cái đó để ở ngoài luôn đi. Cái đó đi cục ngang đó. Cái đó cục ngang. Kiểu á. Kiểu. Đâu có. Chưa kéo lên. Chưa có kéo. Kéo đằng sau á nó mới vừa. Đó. Rồi quay vòng nào. Bốn cái đầm mấy cái đầm thôi đếm thử rồi. Để anh đếm coi bao nhiêu cái anh biết chữ. Để đếm thử rồi. Đếm rồi bao nhiêu cái. Ủa còn cái nữa hả? Còn cái nữa đây. À đếm thử rồi. Đếm coi đếm đúng không nha. Cái này đẹp nè, cái này mặc vô nè. Ba. Cái đẹp đó. Bốn. Mấy cái? Bốn. Bốn cái thì cái này nó mấy cái rồi. Năm. Rồi. Cái này tụng hai hả anh? Một, hai, ba, bốn, năm. Đó lên. Đó. Không ra một cái nào cũng đẹp. Rồi, quen vòng nào. Hai. Hai. Vậy nè.
Rồi có mấy cái đầm này là mỗi cái đầm là hát tặng bà con một bài đó. Dạ. Hiểu không? Chịu. Nghỉ hát rồi đó, giờ này tối rồi. Không, vài bữa. có chia cho Cẩm Hường miếng nào không? Trời đi vô coi kiến nữa. Cẩm Hường ơi. Bỏ qua lấy mấy cái đầm của bố cho. Ừ, ngồi xuống đây rồi mặc gì ngồi xuống nói chuyện đi. Cảm ơn nha. Cẩm Hường lấy cái mền với cái đầm gì? Cái mền mới vừa. Rồi cảm ơn ai? Cảm ơn mọi người cho nha. Cảm ơn Khánh Quyên. Chị Khánh Quyên. Cảm ơn chị Khánh Quyên. À tại vì thấy ở trong đó để Khánh Quyên đó. Chị Khánh Quyên mang tuổi ở An Giang nè. Rồi đừng có đọc với chị. Nên rồi, là, rồi, không có đọc, đọc không rồi đọc. Không, mình mặc đồ là làm anh Hương Quân tự biết là của anh ta rồi. Dạ. Không có đọc. Thích theo ông Suka. Dạ hết. Đẹp không? Dạ hết. Sao mẹ buồn vậy? Mẹ đang cười mà. Hỏi hỏi Cẩm Hường có vui không? Vui quá ha. Vui hơi gượng ha. Em không có bộ nào. Em muốn bộ nào. Vậy cho lại bộ nè, lấy không? Đây cho bộ đây nè. Cho lại bộ này. Không có vừa đâu. Không, không được đâu. Không có vừa đâu. Cẩm Hường là chắc là mấy cái đầm. Suka, Suka kêu mẹ cho mấy vừa. Suka cho chợ kêu mẹ cho chồng lựa mấy cái đồ của mẹ cho Cẩm Hường mặc có vừa. Trời ơi, trời chị phái kìa, chị phái kìa. Sao mặc vừa Cẩm Hường? Đâu có vừa đâu, nó nhỏ mà. Màu đỏ. Không biết làm sao để bận vừa luôn à. Phái dữ rồi. Thương chị hả? Bữa nào ông nói chở chợt. Tự có chả giò chiên làm bún ăn. Ừ. Hả? Có chả giò với bún không à? Để cho em ăn phải không? Chịu hả? Nó đòi mẹ chịu không? Nó đòi ăn quậy đó nè. Mày làm. Ha. Mẹ, mẹ, mẹ làm lấy cái gì? Ờ, em muốn ăn chả giò bún. Không chịu không chứ em mà. Em muốn chả giò nước trời bún. Cảm ơn ơi là người nhúng cảm ơn. Đừng có nhóm, đừng có nhóm, nhà. Nhà yếu Cẩm Hường. Chỉ cần nghe nói tới tới ăn thôi là Cẩm Hường mừng cái đó đó. Nãy giờ chờ luôn nhiêu đó. Người phụ nữ với tâm hồn ăn uống. Nãy giờ chỉ chờ mẹ đồng ý thôi đó. Để học lên mạng một khóa nữa. Ờ, mấy ngày luôn. Chứ không đầu tiên, đầu tiên đâu cái chú quậy nữa. Đầu tiên là gì Cẩm Hường biết không? Đầu tiên. Đầu tiên phải lỡ. Đầu tiên chờ giờ. Đầu tiên, cho ngãi được đầu tiên. Biết rồi, nó không biết hả? Để em lấy gạo cho mẹ. Trời đất ơi. Đang ngồi nói chuyện mà thấy gà đi ngang kêu kêu kêu. Con gà của hàng xóm mà. Đầu tiên nãy gì? Trời. Rồi đi cho gà đó của ai, của mình hay của ai? Giải dối theo. Gà của ai? Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Gà của người ta hay phái, phái chắc là chắc ta lớn có với em luôn quá. Ai người ta mẹ khoái. Trời ơi, là con nó dễ thương. Rồi được rồi. Trời đất ơi, có con gà mà nó hốt một đống cái tờ. Nó gãi rồi hai ký gạo. Chơi từ nhỏ tới giờ đó. Chơi với mấy gà luôn hả? Vậy đó hả? À vậy là lúc là mấy ông chưa qua là chơi với mấy gà ha. Nói đi em đừng buồn nữa. Ngồi xuống nào. Chị kêu mẹ lấy đồ cho em. Chị mẹ lấy đồ cho em. Mẹ không lấy đồ cho nó kêu vậy. Trời em. Em gái của chị. À, em gái của chị. Thì mẹ ơi, dạ, sợ cho em. Ừ. Sao? Lâu lắm rồi mới thấy Santa đơ vậy. Vô gà hết mấy đường rồi, hết mấy đường. Thường ngày nói nhiều lắm, bữa nay là đơ luôn à. Bữa nay gặp tới. Hai đứa nhập gai, hai đứa đang nhập gai. Vậy ai đẹp nè. Quân ơi, Quân ơi. Chúng ta ai đẹp hơn Cẩm Hường lộn. Hả? Hả hả? Ai đẹp hơn Cẩm Hường? Ai đẹp hơn? Em. Chồng ấy muốn hơn đẹp hơn. Nó khẳng định chắc định. Nó phải cái đầm đỏ dữ rồi kìa. Phải đầm đỏ rồi. Nhưng mà đầm nó mặc vừa cho đó. Vừa cho. Mua tám nữa rồi. Nó nhỏ lắm. Nhưng mà hết mua nó rồi. Không có vừa đâu. Thôi hãy mặc cho đi. Chồng tớ chặt nách rồi. Chồng tớ cái đầu lên thôi. Mặc cái này. Cái này là Cẩm Hường là phải cái size lớn nhất. Size lớn nhất Việt Nam rồi. Gì vậy? Tên là đồng ấy.
Chịu không? Chịu cái đầm đó không? Nói gì đi với chị Hai nói đi. Ừ, xin nói chị đi. Hai đi. Nói gì nói thẳng chị Hai đi. Cho em mới chơi áo tầm nè. Tái nãy giờ đó. Mấy em đưa có bận dừa hả? Em có bận dừa đâu. Chị Hai mặc thử cho em đi. Nói em về. Em về em sẽ em để thêm cái mền vô nữa. Áo này. Nó mới vừa vòng 3. Áo này. Thôi mặc thử đi. Áo này. Thử đi. Được không? Thử đi. Cứ chồng vô thử đi được chú ca cho đó. Nó cố gắng, Không, không cái này không chừng vừa đó. Không có đâu. Không có đi qua cái vòng lọt. Được không? Vòng eo của nó dữ lắm. Xuống hai cái tay rồi gọi. Đi bắt đầu thôi em ơi. Đâu mặc thử đi. Dạ. Quấn lại cậu mới vừa ha. Cái này chắc chỉ vừa cái dạ váy thôi chứ. Không vừa đâu, nhỏ lắm. Cẩm Hương ơi. Này. Không có nào vừa. Nằm vô hương váy của chị á. Thôi này. Đây. Đó. Không có vừa đâu. Mà Cẩm Hương thích không nè? Thích. Vậy thôi bây giờ quay clip này đi, ai có cái size cỡ đó cho Cẩm Hương. Ai có cái size to to thì gửi cho Cẩm Hương nha. Ừ. Cô bác nào có cái size nào cỡ 300kg đó ngang thì size to nhất á. Size cỡ Cẩm Hương nói nhiêu ký Cẩm Hương? Đầm bầu á. Đúng rồi, nhiêu 300kg hả? Không, Cẩm Hương mấy cái đầm bầu Cẩm Hương mặc vừa. Đầm bầu mà bầu lớn á nha. Mà dạng thùng á nha. Bầu cỡ 70kg á. Sinh đôi rồi đó. Dòng eo 100 mấy hả? Dòng eo cỡ 100 mấy ta, 150 không? Phải Cẩm Hương nhỏ nhỏ là Suka cho rồi, Cẩm Hương quá khứ rồi. Quá khổ. Sai khổ lớn. Anh này. Trời ơi. Không mấy, không mấy vô lấy cái mền quấn đại đi. Cẩm Hương ơi, có cái mền kìa. Quấn đại đi. Rồi sao Suka em có vậy? Mưa tới nữa rồi kìa. Mưa tới nữa rồi. Rồi. Đánh nước sộn gì đâu vậy Suka? Bẻ lục bình nấu canh gì? Nấu canh chua nha. Dạ. Ồ, mình nấu chua là lục ngon. Lục bình canh chua. Dắt luôn. Đây là Suka, một người con gái miền Tây dễ thương thật thà nha. Tìm tốn thật thà dũng cảm. À. Có dũng cảm không? Đây là con sông quê quý bà con nha. Ở dưới sông này có rau muống, lục bình nó nhiều, nhiều cái loại rau lắm. Hò cái coi, hò câu cái coi. Hò câu về hát bài đi. Hò. Hò đi. Hò. Sông sông quê nước chảy đôi bờ. Để ăn chính dạng sao Suka? Sao? Để ăn chính dạng. Sao Suka? Thương. Có cà na luôn kìa, bé đặt cà na luôn đi. Ở đâu anh? Ờ. Bẻ lục bình với rau muống cho anh ăn đi. Miền Tây là chỉ ăn lục bình rau muống ngon lắm á. Rồi mình bẻ lá dúi mình hấp cá lóc đi. Bẻ lục bình ở đâu? Kìa kìa, nó đám lục bình kìa. Đám lục bình đó. Ra miền Tây mà hỏi mấy anh. Mấy anh ở thành phố mới xuống. Đó, mình sao đâu. Cái gì đó, đúng rồi. Đúng rồi. Hái đó cho Linh ăn đi. Anh Linh chỉ cho hái luôn kìa. Hái đi. Suka ơi. Suka à. Hai tên Linh là may mắn lắm á. Hai tên Linh là may mắn. Quay hướng qua đây nè cho bà con thấy Suka. Quay mặt qua đây nè. Bẻ hướng đây nè. Bẻ hướng bên đây nè. Rồi. Quay mặt qua đây. Bẻ hướng bên đây nè. Quay đưa cái lưng qua bên sông. Đúng rồi. Mấy cái lục bình này thường thường là cho bò ăn đó em ơi. Dạ, em bẻ cho anh Linh ăn nhớ, bẻ lấy cái rễ luôn nha. Dạ. Lục bình đặc sản ta mà anh Vinh nói vậy đó. Không, ý mình là lá non á là người ta nấu canh, còn lá già này thường thường anh Linh nó ăn không á. Hay là con vị trời, hay là con vị. Cái gì vậy? Con bò hả? Đúng rồi, em hái mấy cái lá già cho anh Linh ăn đi. Anh Vinh là con bò đó. Ca bài lục bình cái anh Linh. Anh Linh cao bài coi. Cao bài lục bình á. Biết bài lục bình. Lửa la già nó hái không. Lục bình trôi gì đó. Đến nơi đô thành
cuộc đời tôi là dòng sông ngược phù sa một kiếp. Đời chờ ai về miền Tây. Dạ. Thiền tình sao Suka? Thiền tình quay về bánh sông. Lớn lên. Dạ lớn lên Suka ơi. Hello. Lớp nào? Anh nào? Vàng của nào? Bây giờ là Suka cục vàng của nào nè? Của anh Linh hả? Của anh Linh ơi, Linh. Cái gì mà anh Linh ngoài ta? Linh ngoài ta. Ai tên Linh như ta? Của anh Linh. Anh nào tên Linh thì lên tên. Anh nào là chị Ngọc Hân? Đó, ai nào chị Ngọc Hân không? Cục vàng của Ngọc Hân đó. Công chúa phiên bản lỗi. Vậy biết nào mà đủ luôn anh trời. Rồi tới nửa đêm. Hai ngày hai đêm quá. Đi vô trong cái đám lục bình bên trong nè mới có nhiều đỡ. Cái đó em sợ. Suka ơi. Dạ. Nọ hay giờ vậy đó mới được nha. Có chồng chưa? Có rồi thôi rồi. Muốn có nữa không? Muốn có nữa không? Nhìn anh trên bờ coi muốn có nữa không? Hỏi anh nào? Bây giờ hỏi Suka nè, muốn có nữa không nè? Kìa nhìn anh trên bờ anh buồn rồi kìa. Muốn có nữa không? Sao lúc muốn lúc không vậy ta? Muốn rồi, muốn rồi. Muốn rồi, muốn rồi, muốn rồi, muốn rồi. Muốn thiệt không? Muốn thiệt không? Vậy là hái lục bình cho anh ăn đó hả? Suka đẹp gái quá trời luôn. Suka quá trời dễ thương nha. Cô gái quê. Cô gái miền quê giỏi vắng siêng năng. Vắng siêng năng hả? Bẻ lục bình già không? Đâu có nuôi heo đâu. Suka có nuôi heo không? Muốn nuôi không? Trên đây có mấy con heo nè. Nè, nè, nè. Nhìn nè. Nè, hiểu không? Đó. Hồi xưa có nuôi heo không Suka? Trời ơi, em này là nuôi là bao lên ký. Kìa, nó đi đâu kìa? Kìa, nó quẹo xe đi đâu kìa? Đi chơi. Lẹ lẹ đi Suka ơi. Suka vô đây nè Suka. Mạnh lên. Ồ, mạnh. Thắng tóc Suka ơi, vô đây nè, ở đây có lục bình non nè. Gần gần đây đi. Vô đây nè, ở trong đây có lục bình non nè Suka. Chút vớt bèo cho anh Thảo ăn kìa, anh xin kìa. Gom mớ bèo Suka ơi. Đó, anh Thảo anh Thảo xin bèo đó. Anh Thảo anh hay ăn bèo lắm. Cá lóc là gì? Cá lóc. Cá lóc bông. Cá lóc môi trời. Vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Cá lóc môi trời hay phải ăn bèo. Suka ơi. Vô đây nè em ơi. Vô lựa cái bèo bự bự Suka. Đâu lựa bèo bự bự đưa lên coi. Biết bèo không? Cái này nè, đằng này nè, đằng bé nè. Biết cái nào là bèo không? Bèo là cái này. Đúng rồi, xích vô đây nhiều nè. Lấy bèo cho anh Thảo môi trời. Đây nè, phía trong này nè. Phía trong này nhiều nè Suka. Đó nó ăn bèo á. Hết bèo luôn hả? Ừ. Chơi trò chơi đi. Chơi gì, lấy đi chút chơi. Chơi nhà chòi phải không? Rồi ok. Lấy đi. Chút nữa làm bánh mì cho mấy anh ăn nha. Bánh mì bán ở nhiêu? Thôi nhớ mẹ lạc xưởng nha. 10 ngàn lắm phải không? Có lạc xưởng không? Có lạc xưởng không? Đó, cái là lạc xưởng đúng rồi đó. Rồi, rồi chút lấy trà bông để vô luôn. Ờ, cái ghế là trà bông đó. Cái ghế là trà bông hả? Đó. Tuổi thơ dữ dội nha. Này là nhớ về tuổi thơ lắm nha. Rồi chút xíu nữa lấy nước sông làm nước tương nha. Thằng nhỏ có chơi các nhà trời không? Dạ có chơi nè. Lấy bèo. Lấy lục bình làm bánh mì, ai hồ lớn lên làm bánh mì. Đó. Lấy bèo đừng có ngắt ghế Suka ơi. À anh Thảo. Suka ơi. Dạ. Muốn có người yêu không? Thôi đừng ngắt ghế, lấy nguyên ghế luôn. Đừng ngắt ghế Suka ơi, giờ anh nuôi cá. Bạn nào tên Linh nha. Linh Tiến coi. Tên Linh điểm danh đi. Thằng Linh ơi phù hộ em nó gì đó. Thằng Linh ơi phù hộ em. Anh nào tên Linh nữa. Vô điểm danh bình luận liền nha. Nói sao đâu. Thằng Linh ơi mau phù hộ em hết bệnh. Để em có chồng. Yêu anh. Để em yêu anh hả?
Rồi chắc được rồi đó, lên đi. Lên phải không, được chưa? Ok rồi đó. Ok phải không lên. Trời ơi bơi. Đẹp trai lắm hả Suka? Linh có đẹp trai không mà nhắc Linh hoài hả? Bơi xuồng hay quá hay thôi. Cho một chút review với anh Linh. À, ở tả gì anh Linh, dáng Linh như thế nào? Dáng Linh cao, à, da đen. Rồi sao nữa? Biết da ngâm. Sao nữa? Có gì nữa? Đen dạ. Cái gì? Giỏi, giỏi chỗ nào? Giỏi chỗ nào? Đi nhiều hả? Giỏi hơn thì Dương. Chịu nước da ngâm hả gì? Rồi bây giờ sao trời? Bây giờ cái cây này nó kia. Bơi hay ghê trời. Thôi bứng nguyên cây cà na lên về luôn đi. Bơi hay quá hay. Nè cái gỗ. Thu hoạch được nhiêu nè, lấy đây. Cột dây xuồng lại, cột dây xuồng lại. Lấy này cái vô nè. Đây lục bình với bèo. Bèo để nuôi cá. Lục bình về chơi nhà chòi. Lục bình rất nhà chòi. Về chơi nhà chòi nè. Chơi nhà chòi làm cái gì ta, bánh mì, bánh mì bán không? Làm gì đây Suka? Không biết. Hồi đó chơi nhà tròn sao chơi chút xíu về chơi nhà tròn nha. Hôn lại tuổi thơ. Dạ có 4 cột. Cột 4 cột tắt luôn. Ê bây giờ sao? Có này thì thêm không? Cái gì vậy? Lên thôi khỏi khỏi. Lên đi, lên đi. Lên được không? Dạ lên đi. Cảm ơn mọi. Dạ cảm ơn. Không nè, Suka nó buộc cái thùng này không bao giờ mà vụt đâu con ơi. Rồi, cảm ơn mọi tư. Rồi đi về. Rồi đi về đắm cho trò chơi luôn đi. Đi về rồi. Rồi, rồi cảm ơn mọi tư nha. Cảm ơn mọi tư nha. Rồi, nó ghé nằm hỏi cho. Cảm ơn mọi tư. Buộc có bốn nụt. Nhà của Suka thì nằm ở trong cái đồng quê nha quý vị. Nó gì nè, nó đi là hết đường luôn. Ai đi vô đây là, anh nào đi vô đây là dính cái này luôn. Anh nào mà có muốn vô nhà Suka thì yêu luôn gì nữa. Yêu luôn cái bài lớn đó nè, chút xíu chơi chỉ cho nhà chòi đây nè, vô đây nè. Thôi bị chủ nó ấy đó má. ngồi chỗ cái cửa đó rồi, ngồi chỗ cửa đây rồi rớt tùm lum chơi kìa, chỗ có mì kìa. Rồi đó, rồi sao vậy? Rồi ở đây cho nhà trời đi. Rồi lấy cái gì làm bánh mì ăn coi. Làm mì sao đâu? Đâu ổ bánh mì đâu. Ổ bánh mì lên nè. Chơi chơi chơi. Bắt đèn lên không? Bắt đèn đi. Bắt đèn cũng được nè. Trời chơi bánh mì. Và thắng thì là cái. Đó, hôm nay Suka chơi trò chơi nha. Xin chia sẻ lại với mọi người thì hổm rày Suka được bà con giúp đỡ được những cái phần quà như thế này. Đây, còn cái ước nguyện cuối cùng của Suka là sửa nhà đó, nhưng mà chưa chắc cái may mắn chưa tới. Trời ơi, nhìn cái lục bình nhớ miền quê quá vậy ta. Nhớ tuổi thơ dữ dội ha. Hồi đó nha, mình đi hái lục bình về mình làm gì đâu, nói cho mấy anh nghe coi. Cái này nè, cái đợi mày cái. Ờ, làm món Mỹ hả? À. Lá đợi hơn. À. Sao làm cái lạc xưởng tao làm thử cho mọi người một mẫu coi. Thử làm mẫu coi, làm mẫu cho anh coi. Lấy cái lạc xưởng này đi. Lạc xưởng đó ha. Ừ. Cái mỡ phô. Ừ. Cái này liệu. Đó là trà bông á hả? Bông. Không có thêm gì nữa. Không có đó chắc giống bì á. Lạc xưởng đâu? Rồi bán nhiêu tiền? Người tương ớt đâu? Không có đồng nè. Người tương ớt đâu? Rồi đó. Bánh mì hả? Gọi đó hả? Rồi ngoài làm bánh mì còn mình còn làm gì nữa? Ngoài làm bánh mì mình còn làm gì nữa? À, từ cái lục bình. Bây giờ chị yêu cầu nè, làm một ổ bánh mì bán cho mấy anh chị đây, một người bán được ổ 20 ngàn. Bán ổ 20. 20 ngàn tiền thiệt luôn. Làm cho ổ 20. Mà làm cho đẹp mới được nha. Một ổ 20. Một ổ 20 ngàn. À. Làm cho đẹp nha. Ờ làm cho đẹp mới được nha. Tiền thiệt đó. À, bán thiệt rồi chuẩn bị mấy anh chuẩn bị tiền mua bánh mì ủng hộ Suka. Bây giờ tiền hả? Móc tiền đại lắm anh chơi, không phải giá số hả? Móc tiền không phải tiền giá số hả? Thằng thiệt đó Suka ơi. Một ổ 20. Bỏ 20 tiền đó cho Suka có tiền ăn bánh nha. Đâu đâu là để lạc xưởng đâu? Làm phải đẹp mới được nha. Rồi lạc xưởng đâu? Làm ngon nha, làm món mì đặc biệt đây. Rồi bây giờ giới thiệu với khán giả coi làm cái món đó là bỏ cái gì vô. Này gọi là bánh mì lạc xưởng hay gì?
Rồi đó. Nó kêu bánh mì gì? Bánh mì lạc xưởng nè. Mì lạc xưởng phải không? Rồi mất kỳ quá trời. Đây bánh mì lạc xưởng nha cả nhà. Đó của bé Suka. Tiền cho anh ơi. Đây cái này của Lê Thanh. Thiệt hả? Có tiền. Ôi có 15 ngàn nhỏ hơn ổ kia vậy. Vậy là bánh mì này tiền nhỏ rồi đó chở tiền. Sao không thấy vé số mà thành ra tiền đó. Bán cho em cái ổ nào to nha. Nhớ đó ổn mì trả tiền bằng lá cây không à. Sao để xịu vậy. Ừ em trả tiền bằng cho mà. Cho miếng lạc xưởng rồi. Này cho bông như vậy. Miếng lạc xưởng rồi. 20 ngàn muốn mắc dễ sợ. Ờ cho lạc xưởng đó. Xưởng này chắc lạc xưởng heo quá. Rồi để vô ăn chút cho Vinh ăn thiệt luôn. Anh Vinh mà ăn thiệt hả? Trời ơi, tiền mà ăn lẩu nè, nấu thiệt. Thôi đất ơi, con bánh mì này của ai mà nó còn do trời. Lạc xưởng. Hả? Cho chừng nữa mua lẩu ăn nè. Cái này biến ra tiền thiệt, mua lẩu ăn. Đó. Cái này, này chơi giả bộ. Không, bánh mì đó giả bộ. Nó là cho mua ủng hộ chú ra thiệt tình đó. Nó thiệt hả? Quá to luôn nè, cái này của ai đặc biệt nè, bánh trai nè. Ừ, chợ bánh mì nó 50. Bán xong rồi á mai mốt nấu được nào lẩu rồi cái đó bán cho ai rồi ổn mì nó 50 nha mày chắc cho lên quá không mày mày nó phải 50 quá anh ơi lên thì cho ổn mì gấp 3 lần gì đó bên mày mới được anh ơi cho ổn mì thịt đây anh ăn hùng lên đừng nữa này à kìa bán mì thịt cho ta kìa thịt nha, thịt với lạc xưởng nha. Không, anh Vinh đến ăn bánh mì chay. Bánh mì thiệt có mà. Bánh mì chay, bánh mì giả bộ. Này anh mì giả bộ phải không? Bánh mì giả bộ bán 20 ngàn đó nha. Mì giả bộ mỗi 20 ngàn. Rồi, đây nè, cái này là ổn mì của tôi rồi nha. Đó rồi, em làm thiếu cho anh lớn nổ đi. Làm cho anh lớn nổ thêm đi. Nếu mà mai qua trả tiền cho lớn ơi. Với làm cho mấy anh kia luôn. Mấy anh kia hôm gà không có lợi. Làm cho anh Phong Gâu rồi luôn. Phong Gâu lỗ, Vinh lỗ, Kiên lỗ. Mấy anh chơi được cái nào lỗ nhỏ còn thêm nữa là phải thùng thêm nữa nè. Vinh tại cái riêng mà lỗ nữa. Rồi anh Vinh kia nữa hả? Anh Vinh kia anh nấp, anh chắc anh tự hiện bên kia rồi. Làm tặng cho mấy ảnh đi, mấy anh không có mặt làm miễn phí đi. Rồi bây giờ làm ba ổ đi, làm cho Vinh nè. Với anh Phong. Này này biến đổi thành được nào lỗ bự đó. Bánh mì nè nghe mọi người. Giải đâu mà giải, được nào lỗ bự đó. Rồi đủ chưa? Đủ đây đó. Rồi bây giờ làm ba ổ, làm thêm ba ổ nữa cho anh Phong. Được nào lỗ bự nữa nha. Với anh Vinh. Ôi, em thấy một tàu Kurume là 100 ngàn thiệt, mới được nào lỗ mà mấy anh em mình ăn thiệt. Tiền gì, tiền gì? Kurume 100 ngàn mấy anh em mình mới ăn được cái nào lỗ thiệt. Cái gì me, cái gì me, nói cái gì me. Tiền 100 ngàn, rồi me. Doraemon là em Doraemon đó. Nói với đây Suka mà. Nói với anh lớn anh Phong rồi với anh Vinh rồi kia rồi đi rồi kêu lấy polymer làm được lẩu. Polymer làm được cái nào lẩu thì cho à bác bánh mì này giả bộ nè mà được cái nào lẩu bự đó ha. Suka quen Doraemon là anh của Doraemon hay là em gì đó? Cái này là này nè bánh mì giả bộ mà hành nào lẩu thiệt đó. Cái này của ai nè? Anh nào? Chú Hành đây. Có chú Hành rồi nè. Thôi làm cho anh Vinh anh Phong ra kêu tên này anh Phong Gâu ơi. Anh Phong Gâu ơi nè. Rồi để thôi để đó đi. Rồi bắt đầu tới anh Vinh đây. Rồi tới anh Vinh. Vinh dài. Vinh dài là anh Vinh nào đâu? Vinh Tân Hào. Vinh Tân Hào. Ở ốm đó. Vậy đó anh Vinh kia nữa hả? Vậy anh Vinh kia cũng thương em vậy hả? Ừ, anh nào cũng thương em kia đó. Suka làm bánh mì tuổi thơ nha. Làm bánh mì tuổi thơ. Cái này là bánh mì giả bộ nghe quý vị. Chưa có ăn nghe quý vị. Bánh mì giả bộ. Bánh mì giả bộ đó, tuổi thơ đó. Ê, bánh mì chưa bộ. Ê, nhỏ ăn gì nè. Hồi nhỏ em cho nhiều trộn. Nhỏ ăn gì. Mấy đâu trả tiền nè. Trả tiền thiệt nè. Ông nội, ông ngoại của em cho ông vậy. Trả tiền này nè. Thôi anh đừng có thí dụ nữa anh ơi. Ông ngoại có em đâu vậy nè. Đúng không? Hồi đó ông ngoại trả tiền gì đó hả? Trả tiền đó đó. Còn mấy đứa thì tiền cho tiền đó. Bằng vé số thì trả tiền bằng lá cây. Rồi để đó ai? Để đây của ai? Rồi, đó. Anh Vinh ơi. Vinh Đình Phong gì đó. Rồi với tới anh Kiên vui vẻ nữa nè. Kiên vui vẻ. Anh Kiên vui vẻ không quạo. Anh Kiên mặt lúc nào cũng vui. Ừ, mình cũng lên rồi nghe chưa có đó nha cho ông chịu rồi anh mì ông lên nè ông lên thứ 20 ngàn à
Không, lớn là phải 50. Ai mấy mình bữa nào mua bộ bài đánh thề cầm. Ai mua dài bịch kẹo luôn. Ờ, mua kẹo ăn thôi rồi. Mua kẹo ăn chứ không phải mua kia. Rồi Suka làm ba ổ bánh mì đó đi cho ba anh này, kêu ba anh về ăn với em. Kêu á mấy anh ơi về ăn với em. Mấy anh ơi. Kêu vậy nè, kêu mấy anh ơi. Kêu tới giờ là rồi, tới giờ về ăn với em. Ngẫu đi, ngẫu đi cho anh đi. Còn ổ nó mới đủ. Anh Tài nữa, có anh Tài nữa. Có anh Tài nữa. Đủ mặt rồi đó, mấy anh không về sao không qua thăm. Hỏi sao, hỏi mấy sao không về mấy anh không qua thăm mấy em. Không qua thăm Suka. Là anh Vinh đó đó hả? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Còn lắm. Thêm nữa hả? Nói mình mấy chú ơi, bữa nào ghé thăm Suka. Mấy chú ơi, bữa nào ghé thăm Suka. Nói mấy anh mấy chú ơi, em để ổ bánh mì ở đây. Mấy anh về ăn với em. Ai? Mấy anh hãy về, mấy anh hãy về ăn với em. Đúng rồi. Tới giờ ăn rồi. Thăm Suka nhìn hồn nhiên quá. Cái trò chơi tuổi thơ này là lâu lắm rồi mới thấy lại đó nha. Nè chị, chơi. Rồi, cảm ơn Suka. Rồi, đây có anh lớn đi. Đâu rồi, để sắp ngay hàng mới kêu về ăn được nha. Không ngay hàng mới kêu, mà ảnh về là ảnh về đây nè. Đó, sắp ngay hàng rồi đó. Ngay hàng thẳng lối mới được à. Xếp ngay hàng thẳng lối gì nè nha. Chú lấy nhang ra luôn nha. Ta bánh mày thiệt mới cúng bọn đằng này á. Mình kêu về thôi à. Kêu tức là kêu về đây à. Về nhà Suka à, chứ đâu có kêu mà cái vụ kia. Đúng rồi. Ừ. Nhất nhất là anh Kiên đó nghe. Các anh hãy về đây, kêu các anh hãy về đây. À. Anh Kiên đúng rồi, anh Kiên để dọn ra thôi, anh Kiên mới lại không ạ? Rồi, xong chưa? Thì đó dọn sẵn cho anh Kiên lại nè. Và kêu các anh ơi. Các anh ơi về. Anh lớn. Anh lớn rồi. Anh Phong Gâu. Anh Vinh Tân Hồng, anh Kiên, anh Tài, mấy anh về ăn bánh mì trứng, mấy anh về ăn bánh mì trứng cho em. Ai dạ, mấy anh về ăn bánh mì trứng dán cho em. Tôi nói là mấy anh về ăn giết đi rồi đi. Mấy anh về ăn bánh mì nè, người ta bánh mì, người ta đãi bánh mì thiệt tình thiệt. Bánh mì đã bánh mì nè, bánh mì gì nè? Bánh mì giả bộ. Bánh mì giả bộ. Tuổi thơ. Bánh mì tuổi thơ nha cả nhà. Em làm bánh mì nè. Trời kia. Bây giờ mình cắt tiền vô đi, mình cắt tiền vô đi để không ha. Để nữa mình mua lẩu. Để mình cắt tiền vô đây. Bán bánh mì chơi nhưng mà tiền là cho Suka thiệt. Rồi. Rồi cắt tiền vô. Ai là nhỏ thường thường ăn bánh mì là ăn sao đâu biết không? 8, 10 giỏi chưa? Rồi, đèn nóng lẩu rồi. Để vô túi đây. Khánh Hằng đi bỏ túi đi. Hồi nhỏ thường thường ăn bánh mì ăn chơi ăn sao? Ăn thiệt, mình ăn bánh mì thiệt. Mà ăn sao hồi đó ăn sao? Mâm mâm. Chị ra ăn gì đó? À làm gì đúng không? Rồi ba trả tiền sao? Trả tiền sao? Không phải trả tiền giống như anh Thanh nha, giống anh Thanh nè. Trả tiền giống anh Thành là cái nước ơi. Trả tiền gì kỳ vậy? Trả tiền bằng lá cây. Trả tiền bằng lá cây mới đúng. Cái này trả tiền bằng lá cây thì tình mà không cho vậy trời. Làm ít ra. Lá cây làm được cái vậy trời, bánh uống. Thấy Suka làm cái này nhớ lại cái tuổi thơ ngày xưa quá trời luôn á mọi người. Rồi sau khi mà mua cái bánh mì là ăn sao, làm lại cho khán giả coi coi ăn sao. Âm. Vậy ha. Ăn bánh mì thiệt nè. Được 10 ổ mấy anh em, 2, 4, 6, 10 ổ bánh mì. Ăn cho mừng. Thiệt tính luôn á. Và cô Suka hiện giờ có lúc cũng như trẻ con á, nó vui vậy nhớ lại những ký ức trước đây vậy đó. Thì hồi sáng nó là người lớn đó, bây giờ nó trẻ con rồi đó, tới 4, 5 giờ chiều. 10 ngàn, 100 ngàn này, mình hùng thêm 100 ngàn nữa. Đó hùng thêm 100 ngàn nữa. Thì kêu mấy anh này chưa mua bánh mì nè, kêu anh về mua đi. Anh lớn ơi. Anh Phong Gâu. Anh Vinh Tân Hồng à. Đâu lẩu chơi thì vô. Đúng rồi, kêu mang về. Hãy mau về đây trứng giám cho em có nồi lẩu. Hãy mau mau về đây trứng giám cho thì vô, nói cua càng đâu. Có mình đâu cái gì trời. Rồi ăn cua càng. Có cua đâu, lẩu. Cua, ăn cua hả? Lẩu cua đúng không? Hắn hãy lẩu cua mà là tôm mực. Vậy vậy. Tôm mực. Nó nói kêu các anh sao, mau mau mấy anh ơi, về đây mua
cái nào lẩu thiệt cho thì vô. Thiệt mà lẩu thiệt nha, lẩu thiệt vô. Hôm gài Suka nó thích ăn lẩu quá trời luôn. Vậy ngày mai nấu lẩu nghe chịu không? Ngày mai mai ngày mai hả? Ngày mai nấu lẩu đây, giờ để 100.000 nó đây mai Hùng với anh. Hùng với anh nấu lẩu hả? Nấu lẩu gì? Nấu lẩu vị. Suka muốn ăn lẩu gì? Muốn ăn cái gì? Lẩu thái đi. Lẩu thái có lẩu thái đi. Có cái gì? Để gì với gì nè? Để gì với gì? Tôm với mực thôi. Cái gì nữa? Thao thêm tôm với mực à? Có cá không? Giúp xíu vậy. Có cá không? Tôm với mực. Tôm gì? Có gao gì không? Tôm bự. Cá nè, cá tai tụng nè, cá muống nè. Ừ. Rồi mà thôi đi ăn đi. Đập được bình nó bỏ vô đập được bình không phải nữa. Ăn tôm gì? Thái lẩu thái, lẩu thái. Ăn tôm gì? Lên giò. Thích ăn tôm gì? Tôm bự. Ừ. Tôm hầm Alaska anh Vinh mua. Yeah. Hiểu không? Anh Vinh nào mua? Rồi vậy ngày mai mua nha. Ok. Ok luôn. Em mua vô đi nha. Rồi vậy cắt tiền vô đây. Bữa trưa mình em đi làm buổi sáng xong 11 giờ bắt đầu. Rồi cắt tiền vô đây. Rồi ăn buổi chiều. Chịu không? Rồi cắt tiền vô. Chịu không? Rồi ok. Ok ok. Rồi. Rồi cắt tiền vô. Rồi cắt tiền đây hả? Rồi Suka, rồi dọn đi, dọn vô gỗ đi. Rồi dọn dẹp đi mà anh ăn xong anh đi rồi đó. Anh xuống dám rồi rồi. Chịu không? Thấy không? Mà anh đi, buổi sáng lại đi làm. Rồi. Ha, buổi sáng đi làm rồi. Rồi. Bye bye.